Bắt đầu vẽ hình lục giác đều nghe Tây. Bước đầu tiên nè, lấy căm ba nè, đo đoạn này bao nhiêu vậy Tây? 4 nè, chấm cái, cố gắng chấm mạnh lên để cho nó cố định cái tâm, quay một vòng nè nghe Tây. Được chưa? Sau đó nè, lấy cái thước kẻ một cái đường mờ ở đây cho lợ đi Tây, kẻ một cái đường bán kính nè, cầm cái căm ba kẻ luôn cũng được, kẻ một cái đường mờ thôi nha, mờ thôi, mờ gọi là mờ á, đúng rồi, được chưa? Sau đó lấy cái căm ba nè, vẫn cố định nha, quay tiếp tục di chuyển, quay tiếp tục di chuyển, quay, thấy nó bị lạc chưa? Do bạn á hồi nãy cầm không có cứng, nên mẹ bạn bị lạc rồi, bị lạc rồi, được chưa? Sau đó nối lại giùm lợ đi, nối đỉnh này với đỉnh này lại, nối quay qua hướng của bạn nè, rồi nối căng ngay chưa, lấy cái tay căng ngay vào, tiếp tục đỉnh này nối với thằng cái đỉnh này với đỉnh này, nối lại gần quá nó bị vỡ phòng, tiếp nói y chang vậy đó, nói đi, tiếp nói đi, sao cho nó ra hình lục giác, lục giác đều nha, đó ra hình lục giác đều chưa?